thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, giữa bầu trời liên minh huyền thoại đầy rẫy những vị tinh tú sáng lấp lánh. The Shire ở thời đỉnh cao là một trong những ngôi sao rực rỡ nhất, lung linh nhất. Nơi ốc đảo đường trên khi ấy không có vị trí top lane số 2 thế giới, chỉ có The Shire và phần còn lại bởi khoảng cách là quá xa. Thứ lối chơi đậm chất nghệ thuật của The Shire trong những năm tháng anh và tổ đội IG thống trị tuyệt đối giữa liên minh huyền thoại đã khiến bao con tim say đắm. Kỹ năng cá nhân đỉnh cao, cộng hưởng với sự tự tin có thừa đã trở thành thứ vũ khí tối thượng biến mỗi ván đấu có sự góp mặt của The Shire hóa sang diễn độc tấu. Bất kỳ đối thủ nào muốn chen chân vào màn biểu diễn kỹ năng cá nhân xuất chúng đó đều sẽ trở thành đòn bẩy nâng The Shire lên một đỉnh cao mới. Hơn nửa thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày The Shire mở ra kỷ nguyên cho người Trung tại chung kết thế giới. Và giờ đây, cũng trên chính vũ đài này, tại mảnh đất hứa Hàn Quốc, người hâm mộ cuối cùng cũng đã có thể ngắm nhìn vị thần ấy trỗi dậy, trở lại với dáng vẻ oanh liệt ngày nào. Trận chung kết thế giới có sự góp mặt của cái tên The Shire và Weibo Gaming. Không nhiều người có thể ngờ rằng một Weibo lên xuống thất thường lại có thể vượt qua ngần ấy thử thách để tới với trận đấu cuối cùng của mùa giải 2023. Và cũng chẳng nhiều người tin rằng The Shire, cái tên vốn đã rời khỏi danh sách top những đường trên hàng đầu thế giới trong những năm gần đây, lại có thể oanh tạc mọi ngóc ngách nơi chiến trường 10 người đẫm máu để rồi ngạo nghễ làm kẻ sống sót cuối cùng. May ra các bạn chỉ có thể nghe được những thông tin đó nếu như theo dõi kỹ càng kênh của tôi, bình luận viên Hoàng Luân. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng tôi đến với câu chuyện của The Shire, hành trình 5 năm cải lão hoàng đồng, trở lại hình ảnh đỉnh cao nhất sự nghiệp. Trước khi bước vào video, đừng quên để lại một like và sub cho Lu, cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn về Liên minh huyền thoại. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu. Đi lại là lao vào, tìm kiếm Guma Yuzi, Guma vẫn Genji lên ngôi vô địch. Nghệ sĩ độc tấu The Shire. Trong lịch sử của tựa game Liên minh huyền thoại, người ta luôn nhắc đến Marin như một cuốn sách giáo khoa cho mọi người chơi đường trên. Nhưng kể từ khi The Shire xuất hiện, giới mộ điệu mới thực sự tin vào cái gọi là độc nhất. Trời combo đau thấu xương, keo kiêu dũng vô song quạt hết mọi kẻ ngán đường. Quá nhiều những highlight để đời làm nên thương hiệu top god độc nhất vô nhị. Đẳng cấp kỹ năng quá khác biệt của The Shire khiến người ta liên tưởng đến Faker trong những năm tháng huy hoàng không có đối thủ ở đường giữa. Mọi lời tán dương, mọi mỹ từ tuyệt hảo nhất đều trở nên cũ kỹ, chẳng có điều gì có thể đem ra ví von với sự áp đảo của người đi đường trên sinh năm 1999. Thực chất, trước khi thành danh trong màu áo của IG, The Shire đã gây chú ý mạnh mẽ bởi kỹ năng cá nhân vượt trội của mình. Dota, người cùng với Faker được ví như mặt trăng và mặt trời của Liên minh huyền thoại Hàn Quốc, từng phải thốt lên: The Shire thật sự là một con quái vật. Trong số những tuyển thủ mà tôi từng đối mặt, The Shire của mùa 2014 là cái tên tài năng nhất. Quay trở lại thời điểm đó, tôi nghĩ rằng The Shire hoàn toàn có thể vượt qua Faker nếu cậu ta chơi đường giữa. Tuy nhiên, vị thế của kẻ đứng đầu đâu chỉ được xây dựng dựa trên mỗi kỹ năng cá nhân. Điều làm cho The Shire khác biệt so với phần còn lại của thế giới chính là phong thái tự tin bất chấp mọi kèo tưởng hay meta. Và tất nhiên, dù cầm trong tay chất tưởng nào, xây dựng lối chơi và lối lên đồ ra sao, kết cục nơi ốc đảo đường trên vẫn chỉ có một: The Shire thắng triệt để. Trên thực tế, chúng ta đã có không ít tuyển thủ từng học theo lối chơi dị biệt của Top God. Dẫu vậy, chẳng ai chạm tới đẳng cấp của anh và cũng chẳng ai tái hiện được dáng vẻ ngạo nghễ áp đảo như cách anh luôn làm. 19 tuổi, The Shire lên ngôi vô địch cùng những người đồng đội IG, qua đó phá bỏ ách thống trị kéo dài 5 năm của người Hàn ở vùng đất Summoner Rift ngay ở xứ sở Kim Chi. 19 tuổi, The Shire làm cả thế giới ngã mũ kính phục, dành cho anh sự tôn trọng và sùng bái chẳng ai có được. Factos có nghĩa là sự thật. Và Factos trong Liên minh huyền thoại chính là The Shire thời kỳ đỉnh cao, là một trong những người chơi xuất sắc nhất lịch sử tựa game. Lời nguyên top một mùa. Ốc đảo đường trên luôn là một miền đất hứa với những tài năng trẻ. Tuy nhiên, nơi đây cũng chính là thánh địa chôn vùi những ngôi sao chỉ vừa mới chớm lấp lánh. Lời nguyên một mùa đã đeo bám những người đi đường trên hàng đầu trong lịch sử. Bởi không phải ngẫu nhiên, mọi top laner đều xuống phong độ ngay sau khi họ đã nếm trải được thứ hào quang rực rỡ. Lần lượt những đường trên cụm cảng như SKT Marine, SKT Duke hay sau này Damwon Noguri đều không thể trở lại vị thế số 1 vốn đã từng thuộc về họ. Khi mọi spotlight đều đang chiếu rọi The Shire, người đang ngự trị trên ngai vàng bất khả xâm phạm, nhiều người tự hỏi lời nguyền top một mùa có tiếp tục ứng nghiệm trên người top god hay không. Họ bắt đầu thở phào khi thấy The Shire vẫn duy trì được phong độ cùng kỹ năng cá nhân đáng sợ ở năm 2019, bất chấp việc IG không thể giành được một danh hiệu quốc tế nào. Tuy nhiên, lời nguyền ấy chỉ mắt nhắm mắt mở buông tha cho The Shire, chứ chưa từng bỏ qua người đi đường trên tài hoa hàng đầu trong lịch sử.
Sau mùa giải 2019, xạ thủ Jackie Love dứt áo ra đi, để lại một khoảng trống quá lớn nơi cánh giữa của IG. Cùng với meta hỗn loạn ở mùa xuân 2020, nhà vô địch chung kết thế giới 2018 đã dần cho thấy dấu hiệu đi xuống. Bản thân De Sai dù vẫn duy trì được khả năng carry cực tốt ở cánh trên, nhưng lối chơi hổ báo khát máu của anh đã lộ rõ điểm yếu để các đối thủ khai thác. Đặc biệt, sự xuất hiện của đại hãng Khan, một trong những đường trên cũng có lối chơi máu lửa tương đồng như De Sai, đã thực sự khiến cựu vương chung kết thế giới bị lu mờ. Chứng kiến top god từng là bậc chí tôn, áp đảo mọi đối thủ, đang bị đốn hạ từng chút một, người hâm mộ De Sai không khỏi xót xa, đầu nhói. Họ không muốn chấp nhận hình tượng đẹp đẽ phi thường của thần tượng cứ thế phai nhạt dần theo hiện thực tàn khốc. Nhưng rồi họ cũng buộc phải đối diện với sự thật rằng kỹ năng cá nhân đã không còn là yếu tố làm nên sự khác biệt ở đường trên nhà IG. Thất bại trong việc giành lấy tấm vé đến với chung kết thế giới 2020 đã là bước khởi đầu cho chuỗi domino đau thương của cả IG lẫn De Sai, kéo một tập thể như hùm như hổ và một cá nhân kiêu hùng đi xuống trầm trọng. Đâu rồi hình ảnh tự tin ngạo nghễ của kẻ đứng đầu? Đâu rồi một đường trên luôn thắng đường tuyệt đối? Đâu rồi một bậc đế vương khuấy đảo mọi giải đấu anh tham gia? Phiên bản ngắn gọn hơn của câu nói vừa rồi chính là đâu rồi De Sai. Nếu che tên thi đấu của De Sai, có lẽ chẳng khán giả nào tin đây là vị thần đường trên cao cao tại thượng ngày nào cả, mà đơn thuần chỉ nghĩ anh ta là một top lane tầm trung. Một là fit tan nát khiến đồng đội không thể cứu vãn, hai là có lợi thế nhưng lại vì cái tôi quá cao mà lãng phí toàn bộ lượng tài nguyên. Màn trình diễn của De Sai gây thất vọng một thì lối sống buông thả cùng thái độ thi đấu thiếu chuyên nghiệp của anh khiến những người từng trao trọn trái tim cho anh tuyệt vọng đến 10. Anh dẫu chưa từng bị người hâm mộ Trung Quốc quay lưng, nhưng đó chính là khoảng thời gian tăm tối nhất trong sự nghiệp vốn tưởng chỉ trải đầy hoa hồng của nhà cựu vương thế giới. Vực dậy từ đống tro tàn, những tưởng giai thoại về một top god lừng lẫy sẽ đi vào dĩ vãng từ đây. Tuy nhiên, với danh tiếng và sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới, cái tên De Sai vẫn luôn khiến những ông lớn để mắt. Weibo Gaming, gã nhà giàu mới nổi ở LPL với tham vọng hiện thực hóa giấc mơ đến với chung kết thế giới, đã làm thị trường chuyển nhượng mùa giải 2022 bùng nổ khi công bố bản hợp đồng mang tên De Sai. Top God sẽ cùng với Sop, Angel, Hoàng Phân, những cái tên từng tiến đến ngôi vị Á quân chung kết thế giới 2020, tạo nên bộ khung cố định, hứa hẹn sẽ thách thức những thế lực khác ở LPL. Tuy nhiên, Weibo thi đấu lên xuống thất thường, giấc mơ góp mặt tại chung kết thế giới của đội hình này tan thành mây khói. Weibo Gaming 2022 tan đàn xẻ nghé, chỉ mình De Sai vẫn được ban lãnh đạo đội tuyển trao trọn niềm tin. Thượng tầng Weibo cũng quyết tâm bằng mọi giá chinh phục được tấm vé đến với sân chơi Liên minh huyền thoại lớn nhất năm với việc tạo nên một super team gồm toàn những tên tuổi cộm cán ở LPL: thần rừng Kasa, nhà vua MSI Sahu, cựu vương thế giới Chris và xạ thủ tiềm năng Light. Màn thanh trừng đội hình của gã nhà giàu mới nổi ngay lập tức gieo hy vọng về một mùa giải thành công, nhất là sau khi giành chiến thắng ở giải đấu khởi động Weibo Cup. Dù đây chỉ là một giải đấu mang tính chất giải trí, nhưng cách năm siêu sao của Weibo thăng hoa, lên đồng, ăn ý đã làm khán giả không khỏi bất ngờ và phấn khích. Đang trên đà hưng phấn thì hỡi ôi, những người yêu mến Weibo Gaming lập tức bị đội tuyển con cưng dội một gáo nước lạnh thẳng vào gương mặt đang hân hoan háo hức. Bước vào thực chiến, Weibo đã có màn trình diễn đáng thất vọng khi để thua 0-3 trước BOG tại Playoff LPL mùa xuân 2023, từ đó dừng chân tại top 5-6 và chính thức kết thúc sớm hành trình. Hiểu được nội bộ thiếu và yếu điều gì, giới thượng tầng Weibo đưa ra thay đổi ngay lập tức để cứu vãn tình thế bi đát của đội tuyển. Họ noi gương những T1 và DRX thay tướng đổi vận bằng việc đem về nhân tố D, Denny, thay thế cho Easy Hun trên bàn ghế huấn luyện. Quyết định này đem đến không ít tranh cãi ở thời điểm bây giờ. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, lối huấn luyện có phần cứng rắn của Denny đã có hiệu quả trong việc gò ép những siêu sao và một nguồn quay kỷ luật, biến Weibo trở thành một chỉnh thể hoàn thiện hơn thay vì là năm mảnh ghép chắp vá. Denny cũng thẳng tay để Kasa lên bàn ghế dự bị và tin dùng Weiwei, một tuyển thủ chưa để lại bất kỳ dấu ấn rõ ràng nào. Dẫu vậy, trên tất cả nhân De Sai vẫn luôn là điểm yếu chí tử của Weibo. Màn trình diễn bạc nhược từ người đi đường trên Weibo xuyên suốt mùa hè đến vòng loại khu vực như một cú tát thẳng vào bài ca đổ thừa đồng đội mà người hâm mộ anh luôn nhắc đi nhắc lại ngày này qua tháng nọ. Nếu không có sự xuất sắc của Sao Hồ vòng loại khu vực, Weibo và De Sai có lẽ đã mất đi tư cách trở thành hạt giống số 4 LPL và phải ngồi nhà xem chung kết thế giới qua màn ảnh nhỏ. Một lần nữa, biệt danh Sa Tị lại bị réo gọi. Tuy nhiên, mọi sự tiêu cực, mọi sự chế giễu nhắm vào bản thân đã chạm đến giới hạn cuối cùng của De Sai, đánh thức lòng tự tôn và bản ngã của một vị thần đường trên từng làm mưa làm gió toàn cõi Liên minh huyền thoại. Khoảnh khắc này, Top God có lẽ đã nhận ra mình cần thức tỉnh thử sức mạnh tối thượng đã ngủ yên suốt 5 năm dài đằng đẵng. 5 năm một màn trở lại. Trở lại đấu trường chung kết thế giới, Weibo và De Sai không phải cái tên được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện cho khu vực LPL, bởi trước họ vẫn còn đó ba ông lớn hùng mạnh: Zidong Gaming, Bilibili Gaming và Li Ning.
Weibo được thần may mắn bảo hộ khi họ chỉ phải đụng độ những đối thủ nhẹ đô. Tuy nhiên, ngay cả khi chạm trán những NRG, D2 hay Fnatic, Weibo vẫn để lộ sự trồi sụt thất thường. Họ có thể quăng một ván đấu vốn đã nằm trong túi vào tay Zoo Esports chỉ sau một pha giao tranh ẩu. Họ thậm chí còn bị Fnatic làm khó và sút phải về nước ngay ở vòng Thụy Sĩ. Bước đến vòng tứ kết tại đấu NRG, không khó để Weibo vượt qua đại diện Bắc Mỹ với tỷ số 3-0. Nhưng đâu đó người ta vẫn nhìn thấy những vết gợn trong cách triển khai lối chơi của hạt giống số 4 LPL. Duy chỉ có một điều cần chú ý, điểm sáng lớn nhất của Weibo lúc này, thật bất ngờ, lại là cái tên Dersai. Những hoài nghi đổ dồn lên phong độ của nhà cựu vương thế giới đã bị đập tan một cách hết sức thuyết phục bởi màn trình diễn ổn định từ đầu mùa giải. Khán giả không còn thấy sự áp đảo của Dersai, nhưng bù lại, anh cho thấy sự trưởng thành và toàn diện hơn trong lối chơi. Chúng ta thấy một Dersai sẵn sàng đánh tăng để làm nền và bảo kê cho đồng đội với những quân bài như On, Cresante. Mặt khác, anh cũng luôn sẵn sàng bước ra carry với việc lựa chọn các chân tướng như Aatrox hay Rumble. Đặc biệt, người hâm mộ cũng không còn thấy nhiều những pha chết lẻ vô duyên hay đẩy quá cao để rồi nằm xuống lãng xẹt. Thay vào đó là một người đi đường trên tỉnh táo, biết nhún nhường để chờ đợi cơ hội phản công. Đây là sự khác biệt của Dersai 24 tuổi và Dersai 19 tuổi. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Top God đánh mất đi dáng vẻ kiêu hùng từng xưng vương ngày đó. Trận bán kết 1 của Chung kết Thế giới 2023 đã tái hiện hình tượng hoàn mỹ mà bấy lâu nay người hâm mộ Dersai vẫn khắc khoải chờ mong. 5 ván đấu là 5 vị tướng, 5 lối chơi khác nhau. Dersai đã lu mờ hoàn toàn hậu bổ pin bên khi chiến tuyển, từ khâu đi đường đến khi bước vào giao tranh. Một Rumble thiêu cháy khát vọng chung kết của BLG, một Ray ngang tàn chiến ý và một On hiên ngang bất khuất đã khơi dậy toàn bộ những xúc cảm mãnh liệt nhất của những người hâm mộ luôn theo dõi hành trình của Top God. Ngay cả khi lựa chọn dị Queen trong ván đấu thứ tư không đem lại quá nhiều tác dụng, nó cũng cho thấy sự tự tin đang dâng trào mạnh mẽ cùng ý chí quyết tâm tìm về hào quang năm xưa của người chơi đường trên Weibo. Top God thực sự đã trở lại. Đã 5 năm kể từ ngày bản anh hùng Karaz cất lên tại sân khấu Chung kết Thế giới 2018, đã 5 năm sau khoảnh khắc Quỷ Kiếm Darkin giáng một cú bộ chí mạng mang tính kinh điển vào giữa đội hình Jisoo. 5 năm không phải quãng thời gian quá dài, nhưng nó đủ để khiến một tuyển thủ eSports rơi vào quên lãng. Dersai vẫn ở đây, vẫn kiên trì đương cự lại thứ lời nguyền chết chóc đã đeo bám những người chơi đường trên tài hoa bậc nhất lịch sử. Người hâm mộ Dersai đã phải mất tới nửa thập kỷ mới có thể chứng kiến hành trình hồi sinh ngoạn mục của thần tượng. Tuy nhiên, mọi sự chờ đợi đều được đổi lấy bằng hạnh phúc ngọt ngào. 5 năm cho một màn trở lại thật sự quá cảm xúc, quá xứng đáng đối với những người trót say mê thứ lối chơi tài hoa của Dersai bất phàm năm 19 tuổi. Đón sinh nhật 22 tuổi ngay trên quê hương Hàn Quốc bằng tấm vé chơi trận chung kết, quả là một phần quà không thể tuyệt vời hơn cho những nỗ lực gượng dậy sau vấp ngã của Dersai. Mang thổi nến ăn mừng của đường trên Weibo khiến khán giả hồi tưởng về hình ảnh đẹp cùng những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày sinh nhật phá dấp dừng chân ở tứ kết chung kết thế giới. Phần còn lại đã trở thành lịch sử khi lạc đà Mabo hoàn thành của Miracle Run không tưởng cùng Rongsan Dax. Phần còn lại đã trở thành lịch sử khi lạc đà Mabo hoàn thành của Miracle Run không tưởng cùng Rongsan Dax tạo nên vết son chói lọi nhất sự nghiệp 10 năm bền bỉ theo đuổi thành công. Điểm chung của Dev và Dersai chính là cả hai đều đến từ một đội tuyển hạt giống số 4, đều chơi như lên đồng để được phỏng vấn trong ngày sinh thần của mình và đều đối đầu Tiêu Anh ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Câu chuyện anime còn đó và sức mạnh của Dersai còn đây. Vậy nên Weibo Gaming có lẽ cũng không cần phải run sợ trước nội tại diệt LPL của đại diện LCK. Mọi nội tại của DS 2022 đều đang lặp lại trên chính Weibo Gaming. Do đó chẳng có lý do gì Dersai không thể hóa thần và hạ đẹp Tiêu Anh phiên bản chung kết. Một nước không thể có hai vua, chỉ có một phượng hoàng tái sinh duy nhất. Vì vậy, hãy nhảy múa đi Dersai, biến sân khấu cuối cùng ở Chung kết Thế giới 2023 trở thành vũ đài độc tấu một lần nữa, như cách anh đã từng 5 năm về trước, để cho cả thế giới thấy ai mới là God thật sự.